Chào cả nhà, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Annette Kim Khám Phá Thế Giới. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách ăn tôm sú hấp và cua biển hấp theo kiểu của người Mỹ nhé. Đây, mình đã chuẩn bị xong món cua biển hấp. Mình mua hai con cua này, mỗi con khoảng hơn 1 cân. Bây giờ đang mùa cua cho nên là cua ăn rất là ngon. Và mình hấp rất đơn giản, tức là mình chỉ cho cua và sau khi mà rửa sạch, ở bên này thì cua rửa rất là sạch. Sau đó là mình cho vào nồi, mình để xả ở bên dưới và một ít nước, sau đó mình luộc trong khoảng 15 phút, đậy vuông lại ấy, là cua chín và mình vớt ra đây. Còn cua vẫn nguyên, rất là ngon, thơm, mùi xả. Và đây là nước để chấm cua là mình chuẩn bị, đó chính là nước tỏi và bơ. Tỏi và bơ. Còn đây là món tôm hấp nhé. Tôm hấp theo kiểu của người Mỹ là phải khi mà ăn ấy là phải bỏ hết vỏ đi. Thế cho nên là mình đã hấp tôm rồi, mình cho tôm vào hấp với cả xả và sau đó là mình bóc lột vỏ này, bỏ hết cái ruột ở phần lưng này đi, bớt lại một chút cái phần đuôi thôi để khi ăn người ta có thể là cầm để mà dip vào cái nước chấm và nước sốt. Đây mình sẽ nói cái cách làm sơ qua một chút với các bạn. Thế sau đó chúng ta cùng thưởng thức hai món tôm sú hấp và cua biển hấp theo kiểu của người Mỹ nhé. Tôm sú tươi nguyên con nhé, mình cho vào hấp cùng với xả, sau đó là mình lột vỏ bỏ đầu đi, bớt lại một cái mẩu đuôi một chút thôi để khi mà ăn ấy mọi người có thể cầm để cho vào trong cái nước sốt chấm. Thế và mình toàn bộ dọc theo lưng ấy là mình tách cái đường bằng dao sắc nhỏ ấy và mình rút toàn bộ cái ruột dọc theo cái sống lưng ấy bỏ đi. Thế sau đó là mình xếp lên đĩa này, đậy lại và để vào trong tủ lạnh để cho lạnh, bởi vì món này là món ăn lạnh chứ không phải là ăn nóng. Thế và đây là mình chuẩn bị xong một cái đĩa tôm rồi. Và bây giờ là mình chuẩn bị phần thứ hai, đó chính là phần chuẩn bị nước sốt để chấm tôm. Đây là nước sốt này. Thì các bạn ở Mỹ các bạn có thể mua cái nước này ở trong các cái siêu thị đồ ăn của Mỹ. Đây người ta gọi là món shrimp cocktail. Ra đây là sốt cocktail. Thế nhưng mà mình cũng có thể làm. Nếu tự làm nhé, mình lấy củ cải trắng này với tỏi này, mình băm thật nhỏ nhuyễn ra, vắt nước bỏ đi, sau đó ngâm vào chanh và đường thật đặc ấy. Sau đó để khoảng 30 phút xong thì các bạn vớt toàn bộ cái củ cải với tỏi ra và chúng ta trộn với ketchup ấy, là cái sốt cà chua đấy. Thế là thành cái dung dịch. Tất nhiên là cái sốt chấm này á, nó không giống cái cocktail mình mua trong siêu thị lắm đâu, nhưng mà cũng rất là ngon. Và bây giờ các bạn nhìn thấy là mình đã chuẩn bị xong một đĩa tôm sú hấp này với sốt cocktail rồi đấy. Và bây giờ khi ăn ấy, thì nhà mình chỉ việc chấm vào cái sốt này để ăn thôi. Và bây giờ mình nói qua cái món cua nhá. Cái món cua thì đây là hai con cua này mình mua tươi và mình cho vào cái nồi, mình cho một ít nước này, khoảng 5-7 củ xả đấy. Thế và sau đó mình luộc sôi lên khoảng 15 phút là mình vớt ra là món cua là xong. Để chuẩn bị nước chấm cho cua này, mình băm tỏi rất nhỏ để dưới bát này, sau đó mình để những khúc bơ của mình ăn bình thường ấy lên trên này. Mình đậy lại cho vào lò vi học sóng khoảng 30 giây. Thế sau đó là bơ tan chảy ra cùng với cả tỏi ở phía dưới nóng lên. Thế là mình có món chấm bơ tỏi cho cua hấp rồi đấy. Các thứ đã sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta cùng thưởng thức thôi. Giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách ăn tôm hùm hấp theo kiểu người Mỹ nhé. Trước tiên rồi mình sẽ chia sẻ cái cách ăn cua, bởi vì ăn nó hơi bị bẩn tay. Thực ra là món này ăn ấy là phải ăn bằng tay, tay mình là đã rửa sạch rồi. Và trước khi ăn thế này, mình sẽ phải vắt chanh lên tôm. Chỗ tôm này á, mình mua tôm tươi là 2 cân ấy. Mình về mình hấp và mình bóc vỏ đi rồi. Thì đây là thường là một bữa là nhà mình làm cho hai người ăn và ăn như này. Mình chỉ ăn như này thôi chứ không ăn thêm những cái khác, và có thể ăn cùng với salad. Và khi ăn này, rửa sạch rồi, đơn giản lắm. Vì bây giờ mình bớt lại, khi mình làm mình bớt lại một chút cái phần đuôi này. Đây, con tôm nhá, các bạn chấm vào cái này, vào cái nước sốt của mình làm này. Và sau đó là đi ăn thôi. Cứ đuôi bỏ. Tôm hấp vừa chín tới ăn ngọt lắm. Đấy, đấy làm sẵn này người Mỹ ăn sướng lắm. Chả bao giờ có phải bóc viết gì cả, cái người làm thì vất thôi. Lúc ăn thì chỉ việc dip sâu này với tay thôi. Ừ.
tôm tươi nha, mình hấp vừa chín tới thôi cho nó rất là ngọt và thơm mùi sả. Cái nước sốt này chấm vào ăn cực kỳ là ngon, nó cực kỳ ngọt và thơm tự nhiên. Nói chung là cứ chấm như này á, mỗi người có thể ăn hết một cân tôm là rất bình thường. Mỗi người ăn một cân tôm, nhà mình mà một bữa làm cho hai người để ăn cái món này á, là mình phải mua 2 cân tôm tươi về hấp và bóc vỏ đi, sau đó là ăn. Cái ông xã mình chỉ việc như thế này ăn thôi, cho nên làm sao mà không thích lấy phụ nữ Việt Nam chứ nhỉ. Bây giờ tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người cách ăn cua nhé. Bây giờ mình chia sẻ với mọi người cách ăn cua nhé, theo kiểu người Mỹ nhé, rất khác Việt Nam. Việt Nam mình là chấm ví dụ như muối ớt hoặc là tương ớt, thì đây họ chấm với bơ và tỏi. Thì mình đã băm tỏi rất là nhỏ, sau đó để thỏi bơ vào và cho vào lò vi sóng khoảng 30 phút bơ chảy ra. Thế là mình đít thôi. Đấy, để mình chấm thôi. Thế con cua này mình hấp rồi nó vẫn còn nóng. Ở Mỹ có một cái đặc điểm là gì? Họ không bao giờ họ ăn cua cái cả. Theo luật là không được bắt cua cái để cho đẻ, chỉ ăn cua đực thôi. Cho nên là mình rất nhớ cái kiểu cua gạch của Việt Nam, con cua này to lắm này. Đấy, bây giờ ăn nha, thì bữa ra thôi. Người Mỹ chỉ ăn thịt thôi. Cua đực rất nhiều thịt. Đấy, bây giờ nào mình thử cái chân nhỏ nhỏ này thôi. Thực ra nhé, cua ở Mỹ này hay cực, ăn cơm cua ở Mỹ này hay lắm. Và cái vỏ của nó giòn lắm, nó không cứng như kiểu ở Việt Nam mình đâu, cho nên là mình chỉ cần bẻ một tí thôi là nó vỡ ngay mà. Đây, nó xốp xốp như này chứ nó rất là nhẹ nhàng, nó không cứng mà nó không có bị mệt như kiểu ở Việt Nam mình ăn con cua đâu. Ở Việt Nam mà mình ăn con cua ấy, đây các bạn nhìn này, thịt rất là chắc. Bây giờ mùa này cua rất là ngon. Đấy, đơn giản ăn tôm mới ăn cua mà ngon ấy, là phải dùng tay. Nhà mình đây, con này cho ông xã nhà mình nhá, con này cho ông xã nhà mình ăn con này. Đấy, bây giờ lại dip đây. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, chấm sâu vào bơ này, ăn ngon lắm. Rất là tuyệt vời. Wow, béo này, ngọt, cua ngọt lắm ấy. Mà cái bơ nó béo mùi tỏi, bơ với tỏi rất là thơm nhá. Người Mỹ ăn á, ăn phải bao giờ bơ đi với tỏi. Đấy, chấm sâu vào đây. Ngon vô cùng luôn. Nói chung là cái cách ăn này rất là béo, rất là ngon. Người quay video của mình đang cực kỳ thèm, rất muốn ăn. Và bây giờ đến lúc là cả nhà mình hai người phải ngồi ăn rồi, không làm tiếp video được nữa. Cho nên mình chia sẻ với mọi người một chút thế thôi. Rất mong là mọi người sẽ thử cái cách ăn này cho gia đình vào cuối tuần. Có thể đây là một cái cách đổi mới khẩu vị cũng rất là hay vào mùa hè. Chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.